Tối 31 tháng 7, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức đón hơn 500 công dân từ Đồng Nai về tỉnh để tránh dịch. Sau khi hoàn thành các thủ tục, những công dân này được đưa đến các khu vực cách ly tập trung theo từng địa phương. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hơn 20 giờ 30 phút tại trường Nguyễn Thị Minh Khai, xã An Hải, huyện Ninh Phước, gần 100 công dân được đón về cách ly tập trung. Dự kiến tại đây sẽ tiếp nhận khoảng 150 công dân thuộc xã An Hải và một số xã khác. Trong bối cảnh vừa nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Ninh Thuận vẫn đang quyết tâm thực hiện chủ trương đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về quê. Những ngày tới, dự kiến sẽ có thêm hàng trăm người dân đang gặp khó khăn được đón về quê bằng các phương tiện ô tô, xe máy.